Cuộc dượt đuổi trên rừng biên giới năm 1972 Với cuộc tổng tiến công mậu thân năm 1968 Cùng một lúc đánh vào 64 thành phố 350 thị xã thị trấn trên toàn miền Nam Từ vị tuyến 17 trở vào Quân ta đã giành được thắng lợi rất lớn Về mặt chính trị tâm lý Buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh Thay đổi chiến lược từ chiến lược chiến tranh cục bộ chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chủ trương lần lần rút về nước quân xâm lược Mỹ và các quân nước châu hầu như Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân. Tuy nhiên sau khi dồn lực lượng tung đòn có tính chất quyết định về mặt chiến lược là cuộc tổng tiến công mậu thân năm 1968, quân ta bị tiêu hao nhiều phải rút về rừng trên củng cố quân địch thừa cơ bung ra lấn đất giành dân gây cho ta khó khăn những năm tiếp sau đó được sự chi viện tích cực từ hậu phương lớn miền bắc về quân số vũ khí sức mạnh dần dần được khôi phục bước vào năm 1972 bộ chỉ huy miền B2 quyết định mở chiến dịch Nguyễn Huệ đưa các sư đoàn trung đoàn chủ lực xuống chiến trường với quyết tâm mở rộng vùng giải phóng Khôi Phục Thế đứng chân trên đồng bằng như từ trước năm 1968. Bộ Tham mưu miền B2 đang tích cực triển khai chiến dịch Nguyễn Huệ thì trong căn cứ R, mật danh của quân cứ Cơ quan Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền xảy ra một vụ đào ngũ tập thể của 30 quân nhân. Đứng đầu toán đào ngũ là tên Mười Lắng, một cán bộ cấp tiểu đoàn thuộc đơn vị trinh sát của phòng quân báo còn 29 quân nhân đi theo 10 lắng là hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc phòng công binh, phòng thông tin, phòng tình báo, phòng cơ yếu. Vụ việc này rất nghiêm trọng vì nếu để họ lọt về miền Nam, bị bọn giặc khai thác sẽ lộ bí mật khu quân cứ Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền. Đế quốc Mỹ sẽ dùng phi cơ B-52, còn gọi là pháo đài bay, thả bom hủy diệt. An toàn của đầu não chỉ huy bị uy hiếp còn nói gì đến việc triển khai chiến dịch tấn công. Về sau mới biết, để dù anh em đào ngũ, mười lắng, lập luận rất đơn giản. Ở chi hoài trên cuộc rừng già Campuchia này, phí cuộc đời thanh niên, hãy đi theo tao về miền Nam đánh Mỹ. Có hy sinh cũng nằm trên mảnh đất quê hương. Được gãi đúng chỗ ngứa nghe bùi tai thế là đi. Vào một buổi sáng, các cơ quan điểm lại thấy mất một số người có một số mang theo súng ống Có người chỉ kịp chạy theo tay không Họ bí mật Tập hợp nhau lại thành một toán gồm 29 nam một nữ Có trang bị 9 khẩu tiểu liên AK Một súng chống tăng B40 Riêng 10 lắng có một khẩu súng ngắn Phải can chặn không để lọt một ai về miền Nam Phải bắt lại cho bằng được Thực hiện chủ trương này Bộ tham mưu thành lập đoàn cán bộ gồm đồng chí Chín Lộc, Chính ủy phòng quân báo, đồng chí Sáu Nhẫn, thủ trưởng phòng công binh, đồng chí Tư Diệp, thủ trưởng phòng thông tin, đồng chí Việt Anh, thủ trưởng đường dây liên lạc võ trang của phòng tình báo, nhiệm vụ được giao là bằng mọi cách đưa họ trở về. Nhưng một tuần trôi qua không hiệu quả, toán đào ngũ đi ngày càng xa về phía biên giới miền Nam. Trong căn cứ Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền, các cán bộ lãnh đạo ngày càng suốt ruột người lắng là cán bộ cấp tiểu đoàn lại rất giỏi về nghiệp vụ trinh sát nên rất mưu mẹo trong hành quân lẩn trốn lúc thì dẫn đoàn ém quân trong khu rừng lúc thì ra đường đi nhờ xe của hậu cần anh ta nói là đi xuống chiến trường nên anh em lái xe tốt bụng thương tình cho đi nhờ do đó mà đoàn cán bộ cấp tá do chiến lộc làm tổ trưởng có khi nắm được tin toán đào ngũ đang ém quân trên nhà lầu của viên chủ sở cao su đoàn cán bộ dùng xe Honda chạy như bay đến nơi thì chúng đã di chuyển cách đó cả 50 cây số rồi. Cũng có lúc đồng chí Việt Anh của phòng tình báo tiếp cận được họ trong một cánh rừng, đang dùng lời lẽ thuyết phục thì bị mười lắng ra lệnh trói lại và tước khẩu súng ngắn. Đến sáng khi toán đào ngũ sắp di chuyển thì anh được cởi trói, trả lại khẩu súng và được thả về với lời hăm dọa của mười lắng. Lần này nể tình bạn bè thả anh về, nhưng nếu anh còn theo nữa thì đừng có trách. Chiến dịch đang triển khai. Hơn 200 cây số đường dây thông tin đã răng đi các cánh. Hậu cần đã đưa xuống chiến trường các kho gạo, kho vũ khí đạn dược để tiếp tế cho các đơn vị đang xuống đường. Vậy mà xảy ra vụ đào ngũ tập thể này thật là tai hại. Số anh em đào ngũ lại là các quân nhân thuộc vòng trong. Nếu đi lọt về miền Nam, đầu hàng giặc hay bị giặc bắt trong chiến trận thì chẳng những ý đồ mà chiến dịch bị bại lộ mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của các cơ quan chỉ huy trong căn cứ. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên đồng chí Năm Ngà, tức đồng chí Nguyễn Minh Châu, sau ngày giải phóng là Thượng tướng Tổng Thanh tra Quân đội, cho lên lạc hòa tóc gọi đồng chí Trần Văn Danh, Phó Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, về để cùng xử trí tình huống này, đang chỉ đạo chiến trường bên kia sông Cửu Long nhưng được thư triệu tập gấp đồng chí ba trần tức đồng chí trần văn danh về ngay trong đêm khuya về đến văn phòng bộ tham mưu thì hừng sáng anh ba trần điện thoại qua xin gặp thủ trưởng phòng tình báo lúc ấy đồng chí đào trọng hằng bí danh tám mỹ là tránh ủy phòng đồng chí nguyễn văn khiêm bí danh sáu chí là trưởng phòng còn tôi nguyễn văn tàu bí danh tư cang là phó tránh ủy, ba người chúng tôi đang cùng với các đồng chí trong thượng vụ đảng ủy thảo luận về kế hoạch chỉnh huấn nghị quyết trung ương cục cho toàn đơn vị. Đồng chí Sáu Chí, trưởng phòng đi đến văn phòng để nhận điện thoại của đồng chí Ba Trần. Sau một lúc, đồng chí ấy trở lên chỗ họp nói, anh Ba Trần chỉ thị anh Tư Cang đi bắt tên Mười Lắng và đưa toán đà ngũ trở về. Tôi nói, anh Tư Cang mới từ bên kia sông về đêm qua, để tôi nắm lại tình hình sức khỏe của anh ấy rồi báo lại anh. Ngưng một lúc, anh Sáu Chi nói, theo tôi thì không nên cử anh Tư Cang đi, để anh Tư lo công tác chỉnh huấn. Theo tôi nghĩ, đoàn cán bộ gồm thủ trưởng các phòng ban đã đi hơn tuần này mà không kết quả gì. Chiến trường thì rộng lớn, bọn chúng ra đi như chim trời cá nước, làm sao mà bắt được. Anh Sáu nhìn qua tôi, tôi nói là cấp phó tôi luôn phục tùng cấp trên Nếu có anh phân công tôi lo chỉnh huấn Thì tôi lo triển khai công việc chỉnh huấn Còn chỉ thì tôi đi Thì tôi đi Tôi nói chứ dứt câu thì đồng chí Văn Thư chạy đến Nói có điện thoại gấp của anh bà Trần Anh sau chỉ đi nhận Mọi người chờ đợi Một lúc sau anh Sáu trở lên và nói Anh nói tình hình đã đến nước này Mà chỉnh huấn cái gì Anh nói dẹp, dẹp hết lại Hỏi tư can có chịu đi hay không mà thôi Nghe giọng đồng chí ấy có vẻ nổi nóng tôi nói Chúng tôi đã phân công anh Tư Cang đi Anh ấy còn chỉ thị Phòng tình báo cấp phương tiện Tiền bạc cho liên lạc sáng mai Đưa anh Tư Cang xuống nhập vào đoàn anh Chín Lộc Còn 7 giờ tối nay anh Tư Cang đến họp tại văn phòng tham mưu trưởng Buổi họp đêm ấy do anh Năm Ngà Tham mưu trưởng chủ trì Thành phần tham dự có đủ thủ trưởng các phòng trực thuộc bộ tham mưu Chủ đề duy nhất của bộ họp là bàn cách đối phó với sự kiện Toán quân nhân đào ngũ do 10 Lăng chỉ huy Ai cũng nhìn nhận vấn đề nghiêm trọng Anh em cho rằng với trình độ của 10 lắng Hắn có thể điểm rất chính xác trên bản đồ vị trí các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền Nếu như thế thì khó tránh khỏi sự tàn phá do phi cơ B-52 của Mỹ Còn nếu rời căn cứ chỉ huy thì cũng vô cùng rắc rối Vì chiến dịch mùa khô đang bắt đầu triển khai Hơn 200 cây số đường dây thông tin đã được răng nối liền bộ chỉ huy đến các đơn vị. Anh năm Ngà tham mưu trưởng kết luận, bằng mọi giá phải bắt toán đào ngũ ấy về cho bằng được. Theo báo cáo mới nhất của anh Chín Lộc, trưởng đoàn cán bộ theo dõi bọn họ, thì toàn ấy chưa lọt qua biên giới miền Nam. Tôi đồng ý đề xuất của đồng chí Ba Trần là cử thêm đồng chí Tư Cang tăng cường cho đoàn anh Chín Lộc, còn các phòng về chuẩn bị phương án di rời khi có lệnh. Bảo toàn lực lượng là trên hết phải chấp nhận như vậy thôi đồng chí tư cang nán lại tôi dặn thêm anh em tản về hết chỉ còn lại anh năm ngà anh ba trần và tôi anh năm ngà nói với tôi đồng chí thấy đó tình hình rất cấp bách chiến dịch mùa khô đã được triển khai theo chỉ đạo của bộ tư lệnh các trung đoàn chủ lực đang xuống chiến trường nếu không giải quyết được toán đào ngũ thì đó là rắc rối vô cùng anh ba trần bí thư đảng ủy đề xuất cử đồng chí và tin tưởng đồng chí sẽ làm được. Tôi cũng tin như vậy và tôi viết cho đồng chí một tờ lệnh của Bộ Tham mưu. Khi cần với tờ lệnh này, đồng chí có thể huy động lực lượng các trung đoàn chủ lực đang xuống đường để thi hành nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Tham mưu giao. Tôi ngập ngừng. Thưa anh Nam, nếu vậy thì có thể đổ máu, có thể có thương vong. Anh Nam nói với giọng cương quyết, phải vậy thôi, bằng mọi giá, không để một người nào lọt về miền nam vì số này đều là cán bộ chiến sĩ thuộc vòng trong chúng nắm rất chắc vị trí các cơ quan thuộc bộ tư lệnh và trung ương cục đồng chí hiểu ý tôi chưa tôi hiểu tôi vừa nói vừa xếp tờ lệnh của đồng chí tham mưu trưởng cất kỹ vào túi áo đã quá nửa đêm trước khi rời nhau đồng chí ba trần tham mưu phó bí thư đảng ủy bộ tham mưu siết chặt tay tôi và nói cấp trên tin tưởng đồng chí riêng tôi rất tin tưởng đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ ngày mai, mỗi ngày phải có điện về cho tôi báo cáo tiến trình công việc, tôi chờ tin thắng lợi. Sáng hôm sau, Thủ trưởng phòng tình báo cấp cho tôi 300 đồng ria tiền Campuchia, một chiếc Honda 90 phân khối màu xanh và cho một tổ liên lạc hòa tốc đưa tôi gia nhập đoàn của anh chiến Lộc. Buổi trưa giữa đường chúng tôi ghé vào chốt liên lạc của tình báo tại đỉnh Cô Sơ Ma bên bờ sông Cửu Long, một tiểu đội toàn em miền Bắc thấy tôi, phó cháy ủy phòng, xuống thăm thì vui mừng lắm. Tôi xuất ra 100 ria, đưa cho anh em đi mua cá lóc, về nấu canh chua liên hoan bồi dưỡng. Khi biết tôi nhận nhiệm vụ đi bắt toán đào ngũ, anh em tỏ vẻ lo lắng và chúc tôi thành công. Tôi nói với anh em, nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Ngày bắt được 10 lắng, về, tôi sẽ ghé vào đây để chúng ta cùng liên hoan mừng công một bữa và chắc chắn sẽ vui hơn hôm nay gần tối thì tới nơi được tôi xuống bổ sung của đoàn cán bộ anh chiến lộc tránh ủy phòng quân báo trưởng đoàn dân mừng toàn là anh em thân thiết đồng chí tư diệp phó phòng thông tin đồng chí sáu nhẫn trưởng phòng công binh đồng chí tư đính thủ trưởng tiểu đoàn liên lạc vũ trang của phòng tình báo đồng chí tư đính xuống thay đồng chí hai việt anh trở về phòng trong toán đào ngũ do người lắng dẫn đi số quân nhân thuộc các phòng trên đây chiếm số đông nên cấp trên cử thủ trưởng phòng đi giải quyết là phải Đêm, anh Chín Lộc thông báo tình hình tôi năm qua. Thật khó chăm bề, những người thoát ra đi đúng là như chim trời cá nước, chiến trường thì rộng. Mười lắng thì có nhiều thủ đoàn ém quân, khi trong bìa rừng, khi trong nhà dân, khi thì trên lầu một tay chủ sở ca su. Còn việc di chuyển quân, khi thì cắt rừng, khi thì ra lộ ngoắt xe của hậu cần nhờ cho qua giang xuống chiến trường. Do đó khi chúng ta vừa nắm được một vị trí chạy hỏa tốc đến nơi thì chúng đã di chuyển cách đó vài chục cây số rồi. Đêm tôi cứ chẳng chọc suy nghĩ rút kinh nghiệm một đời chúng quân ngũ làm công tác tình báo. Phó chỉ huy quân báo tỉnh Bà Rịa chợ lớn, thời chống Pháp, tập kết ra miền Bắc theo quy định Geneva năm 1954, được Tổng cục hai Bộ Quốc phòng cho học thêm về công tác tình báo, trở về miền Nam năm 1961, lãnh chức Cụm trưởng Cụm tình báo H63, đơn vị anh hùng, đến nay đã là trung tá phó tránh ủy phòng tình báo bộ tham mưu B2 lẽ nào mình lại chịu bó tay đối với sự kiện này suy nghĩ mãi trong đầu lóe ra một ánh sáng phải sử dụng kinh nghiệm tình báo nhân dân các đồng chí trong đoàn cán bộ chưa làm việc này vì muốn giữ bí mật nói ra sợ mất uy tín của đội mình nhưng trước tình hình này ta phải vận dụng tình báo nhân dân thôi anh em đồng ý với đề xuất của tôi chiều hôm sau theo triệu tập hơn 10 người đại diện các phum sóc Quanh vùng đến họp Tôi phổ biến có một toán quân nhân Việt Nam Với đặc điểm 29 nam một nữ Trang bị vũ khí gồm 9 tiểu liên AK Một súng chống tăng B40 Ai thấy ở đâu thì lập tức về đầy báo Quả nhiên đến trưa hôm sau Một cán bộ phụ trách Phum ca đến báo Có toán quân nhân Y như được phổ biến đang ở trong cánh rừng trồi Cạnh khu dân cư Tôi lật bản đồ ra xem, địa điểm này cách chúng tôi độ 10 cây số, tốt quá. Tôi nói anh Chiến Lộc và một số chiến sĩ bảo vệ chốt tại ngã ba. Còn lại chúng tôi sẽ đánh động khu rừng, dự kiến đêm đến. Toán mười lắng lợi dụng trời tối sẽ mò ra đường để chạy trốn. Đúng như dự kiến, nằm im chờ đêm đến, toán mười lắng thoát ra đường, trà trộn nhân dân, ngồi trên những chiếc xe lôi, loại xe gắn máy Honda 90 phân khối, kéo theo một remote để chờ từ 4 đến 6 người. Những chiếc xe lôi chạy đúng đến chốt chặn do anh chín là phụ trách. Vì trời tối, vì chen nhau cho nhiều xe lôi của dân, nên anh chín khoát tay cho qua. Sau này anh mười của anh trong toán của mười lắng lúc ấy kể lại, thấy chú chín ghé mắt nhìn sát vào. Tôi tưởng thế nào cũng bị bắt lại, đang hồi hộp thì chú chín khoát tay cho xe qua. Một phen hú vía. Đến nay nhắc lại khoảnh khắc ấy anh chín cười khả Xe nào mình cũng nhìn vô, nhưng trời tối quá không phát hiện được. Chứ nếu tôi mà biết là mười oanh Thì còn nói gì nữa Đêm ấy anh Tư Đính Tránh chỉ viên tiểu đoàn thông tin của phòng tình báo Cùng với tôi Đi trong toán đánh động khu rừng trồi Đúng như kế hoạch mà công toán chẳng được gì Thế mới biết Tay mười lắng này thủ đoạn như thế nào Bị lùa vào thế cùng đường Mà vẫn thoát được Tuy vậy chúng tôi vẫn bắt được một chiến sĩ thuộc phòng cơ yếu Vì đang ốm Nên không chạy kịp theo đồng đội Để lên xe lôi Chúng tôi đưa về chăm sóc. Theo lời kể của anh thì việc chạy trốn là rất khổ. Tuôn rừng, lướt bụi gai cào rách ra, quần áo rách bươm, tâm lý luôn căng thẳng sợ mấy chú theo bắt lại. Nhưng không ai dám trốn trở về vì tên mười lắng này bày trò cắt máu nhỏ vào rượu uống. Thề sống chết của nhau và mười lắng hăm dọa, thằng nào chạy trốn ta bắn bỏ. Chiều hôm sau, tôi đang ngủ để lấy lại sức thì một cán bộ phụ trách phun mờ đến cho biết thấy toán quân nhân ấy đang phân tán ở trong nhà dân cạnh một khu rừng rào. Tôi xem bản đồ địa điểm ấy cách đây gần 20 số đã gần tới biên giới Việt Nam. Nếu đêm nay chúng qua đường rồi hành quân suốt đêm thì lọt về bên kia biên giới. Anh Chín nói nên dùng tờ lệnh của tham mưu trưởng huy động các đơn vị vây lại cho chắc chắn. Chờ chúng ta cộng cán bộ chiến sĩ chỉ hơn chục người thì làm sao mà ngăn chúng được. Tôi nói với anh Chín, tình hình quá khẩn trương. Nếu trần chờ đêm bọn họ qua đường và sáng mai sẽ qua bên kia biên giới thì rất khó cho chúng ta. Anh để tôi cùng với vài đồng chí nữa dùng xe Honda hỏa tóc đến đó. Tôi tin tôi sẽ thuyết phục được số anh em quay trở lại. Vì theo tôi nghĩ anh em chỉ lầm lạc nghe lời dụ dỗ của người lắng về Nam đánh giặc. Nhưng nếu chúng tôi không thuyết phục được thì anh sử dụng tờ lệnh này nhờ các đơn vị bạn. Ngừng một chút tôi nói Cùng trong quân đội quân nhân Việt Nam anh Hùng mà đổ súng bắn nhau, đổ máu trên đất bạn thì kỳ lắm. Tụi nó phần lớn là những quân nhân nhập ngũ từ năm 1963-1964, bao vây thì cũng có thể tiêu diệt được, nhưng phải đổ nhiều máu của hai bên. Anh Chín đồng ý, đưa tay tiếp nhận tờ lệnh của Tham mưu trưởng, nhưng không khỏi xót xa như chúng tôi đang chuẩn bị lao vào nơi nguy hiểm. Cùng đi với tôi có anh Tư Diệp, thủ trưởng phòng thông tin, anh Sáu Nhẫn, thủ trưởng phòng công binh, anh Tư Đính, tránh trị viên tiểu đoàn giao thông liên lạc của phòng tình báo. Tôi biết trong 9 khẩu tiểu liên AK của Mười Lắng thì có 6 khẩu là của đội giao thông liên lạc và của phòng tình báo, 3 khẩu là của phòng thông tin, nên thủ trưởng Tư Diệp đi theo càng tốt, còn khẩu súng chống tăng B40 là của phòng công binh, phòng của thủ trưởng Sáu Nhẫn. Trời sau Tết, bên Đất Bản nắng trói trang, bốn chiếc Honda 90 phóng nhanh về mục tiêu, mà người cán bộ phu mở đã báo, chạy hết tốc lực, bụi tung mù mịt, nửa tiếng thì đến nơi. Người cán bộ địa phương đưa tay chỉ cho chúng tôi mấy cái nhà tranh lưa thưa ven khu rừng, rồi xin phép rút lui, vì anh ta muốn tránh điều nguy hiểm cho bản thân. Chúng tôi đi vào một nhà tranh nhỏ, chỉ có một phụ nữ trong nhà. Anh Tư đính nói một câu bằng tiếng nước bạn, ý hỏi có thấy một toán bộ đội có súng vừa ở đây lúc chưa không người đàn bà có vẻ lúng túng không trả lời mà đưa mắt hướng ra khu rừng chúng tôi cùng nhìn về hướng ấy đúng là có thấp thoáng bóng nhiều người lòng khấp khởi mừng thầm tôi dẫn đoàn tiến vào khu rừng theo lệnh của bộ tham mưu tôi xuống đây nhập vào đoàn do anh chín lộc chỉ huy đã năm ngày rồi lệnh của cấp trên là bằng mọi giá phải chặn không cho toán quân nhân đào ngũ vượt qua biên giới về miền nam tôi đã hứa với đồng chí trần văn danh bí thư đảng ủy bộ tham mưu là tôi cùng anh em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng đã 5 ngày năm đêm trôi qua được nhân dân báo tin dùng xe gắn máy hòa tốc chạy đến nơi thì chúng đã di chuyển chúng rất khôn khéo ngay như đêm qua anh em luồn vào rừng lùa ra đặt chốt chặn ngoài đường vậy mà chúng cũng mưu mẹo hòa trong đám xe lôi của dân để chạy tuột và nay chúng đã đến sát biên giới nếu không hành động kịp thời đêm nay chúng sẽ lọt qua vùng Đồng tham Mười. Qua mấy ngày đổ công sức nhọc nhằn theo dõi, đến trưa nay, mục tiêu đã lộ trước mặt, không mừng sao được. Còn nguy hiểm ư, chắc chắn là nguy hiểm, có thể chết người vì họ có đến 9 khẩu tiểu luyện AK, một khẩu chống tăng B-40. Và trong số anh em ấy, phần lớn nhập ngũ từ năm 63, 64, qua tám chín năm được rèn luyện cho quân đội thì chắc chắn là những chiến sĩ bán giỏi. Biết vậy, nhưng đã quyết tâm thi hành nhiệm vụ cấp trên giao thì sẵn sàng chấp nhận hy sinh nếu điều đó xảy ra. Tôi dẫn đầu tổ bốn người, cùng dắt xe căn máy, rời mái nhà tranh băng xuống đám ruộng khô tiếp cận khu rừng. Đó là một đám rừng lưa thưa với những cây dầu non chỉ cao quá đầu người. Tôi thấy anh em trong đoàn mười lắng lao sao chạy qua chạy lại, rồi dàn thành hàng đội hình hàng ngang. Súng cập vào các thân cây, mũi chĩa hướng ra ruộng nhắm vào chúng tôi đang đi vào. Còn cách độ 20 mét Một khẩu lệnh vang lên Bắn Trong phút giây sinh tử ấy Có một phản xạ tự nhiên của giới giang hồ Tôi thét to Mẹ bắn cái gì Tụi tao vô nói chuyện Rồi bay đi nữa thì đi Bắn cái gì Một tay nắm chặt chiếc Honda Một tay vén áo lòi bụng lên Tôi tiếp Tụi tao không có súng ống gì cả Chỉ bà nói chuyện thôi cái giọng đầy uy quyền ra khẩu lệnh Bắn vừa rồi nói lớn Mẹ, tất cả đề xe ngoài ruộng Đi vô người không Tôi đáp lại, giọng còn lớn hơn Mẹ, để ngoài này Máy bay Mỹ lên thấy Bắn chết cả đám Vậy thì dắt vô, nghi trang cẩn thận Đúng là tiếng nói của người lắng Rõ ràng là anh ta lâm vào thấy bị động Các chiến sĩ đào ngũ Không bắn như mệnh lệnh của anh ta Và chúng tôi từng bước tiến vào khu rừng anh em trong toán đào ngũ của mười lắng ngồi dài ra trên những gộp đá, tay chống súng, thái độ bén lén như những trẻ em làm điều gì sai, bị người lớn bắt quả tang. Anh Tư Diệp, anh Sáu Nhấn, anh Tư Đính đến tiếp cận các chiến sĩ thuộc đơn vị của mình. Qua giây phút mặc cảm tội lỗi, từng nhóm quây quần trò chuyện thân mật với các thủ trưởng. Các chiến sĩ phòng thông tin vây quanh anh Tư Diệp, các chiến sĩ phòng công binh, đến với anh sau nhẫn các chiến sĩ phòng tình báo trò chuyện vui vẻ với anh tư đính riêng tôi đến bắt tay choàng vai mười lắng và nói mày rủ anh em đi theo mày mà toàn anh em thuộc vòng trong tức là anh em trong căn cứ sâu của bộ chỉ huy của trung ương cục thấy anh em bảo tao theo gọi mày trở về đừng làm chuyện dại dột là cán bộ cấp tiểu đoàn dù anh em bỏ đơn vị đi về theo vùng giặc là phạm tội chết đó thôi hãy dẫn anh em theo tuổi tao trở về đi tao xin cấp trên tha tội cho mày mười lắng nói chúng tôi không đi đầu hàng giặc chúng tôi quyết về nam cũng có đồng bào đánh giặc ở mãi trên khu rừng già dòm lên không thấy mặt trời chán lắm chúng tôi đã quyết đã thế với nhau rồi anh đừng cản ngăn vô ích tôi nghĩ nó đã quyết vậy rồi không thuyết phục được nhưng còn nước còn tát không vội thất vọng tôi nói Chúng mày đã quyết về chiến trường đánh giặc Đó là ý nghĩ tốt Tao không cản nữa mà lại còn hoan nghênh Nhưng muốn có tinh thần đánh giặc Thì rất cần sự động viên Mày tập hợp anh em lại Tao động viên tụi nó vài câu Nói lời giã từ của các thủ trưởng Rồi tụi bay tiếp tục đi đến đường Không có lý do gì để từ chối Mười lắng vâng lời tôi Gọi anh em xuống lại Một thời cơ tốt để tôi thuyết phục Vân rõ phải trái cho anh em nghe tôi nói anh em ra đi hơn nửa tháng nay chắc không nắm được diễn biến tình hình xe tăng của ta từ miền bắc đã vượt qua vĩ tuyến giải phóng gần hết tỉnh quảng trị tại các vị trí như khe xanh cồn tiên dốc miếu lính thủy đánh bộ mỹ đang bị quân ta vây chặt như lính pháp tại lòng trào điện biên phủ năm xưa tại miền nam các sư đoàn chủ lực của ta đang tiến về giải phóng đồng bằng lập lại thế trận như trước năm mậu thân 1968. Thay vì góp sức và thắng lợi, quyết định sắp tới, anh em lại tách ra. Tôi biết anh em muốn đi chiến đấu, nhưng đi như thế thì sẽ tách khỏi đội ngũ, tách khỏi sự lãnh đạo của đảng, tách khỏi sự ủng hộ quần chúng nhân dân. Thì làm sao mà đánh thắng? Anh em phải nghĩ xem, mỗi khẩu tiểu liên nếu còn đủ cơ số đạn thì cũng chỉ vẹn vẹn có 150 viên. Cộng lại chín khẩu thì chưa đến 1.500 viên Còn khẩu B40 cũng chỉ có 6 quả đạn Lọt qua bên kia biên giới Trực thăng Mỹ đổ quân chụp súng bao vây Anh em chiến đấu Chống trả giỏi lắm cũng chỉ đến 5 phút là hết đạn Có thể bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống Xem kìa Hơn 20 ngày nay Tụi bay đi trốn chui trốn nhủi quần áo rách hết Rồi nay mai lương thực cạn kiệt Tiền bạc không có ai tiếp tế Tụi bay tính chật rồi Nên nghĩ lại mà quay về với tập thể Nghe tôi phân tích ly lẽ thuyết phục anh em Mười lắng tỏ vẻ sốt ruột Hắn phủi đáy quần đứng dậy Lại nói giọng bực bội Từ gộp đá cách đó mười mét vòng lại Đi thì đi Đừng nghe lời cha già léo mép đó Tôi nhìn lại đó là người của anh Một chiến sĩ liên lạc võ trang của phòng tình báo Anh ta thường đi công tác chung với tôi Rất thân thiện với tôi và rất hiểu tôi Có thể anh ta đã nhận ra sai lầm của mười lắng Là chịu tập hợp anh em lại Nghe tôi nói chuyện Do đó anh ta phản ứng và ngồi tách biệt đằng kia Phải Chịu nghe Tư Cang nói chuyện Thì có thể vỡ mộng cùng kéo nhau về miền Nam chiến đấu Hiểu tôi quá Nên tay ấy phản ứng là phải Tính rằng mình không thể lay chuyển được anh em hôm nay Hơn nữa phía mình Chỉ có bốn cán bộ lớn tuổi không một tấc sắt trong tay Nhưng không thể để toán quân này chót lọt về miền Nam Đó là mệnh lệnh phải chấp hành Trong đầu tôi thoáng qua một giải pháp là tôi sẽ nhờ các cụm tình báo ven biên giới. Được điện của tôi, các cụm sẽ huy động lực lượng võ trang của cụm, chặn bắt họ lại bằng mọi giá. Tôi dịu giọng lại, anh em quyết tâm đi chiến đấu, tôi rất hoàn ngành Để có sự tiếp tế về lương thực về đạn dược, tôi viết cho anh em một tờ lệnh gửi các cụm tình báo dọc biên giới. Để khi anh em cần sự tiếp tế chi viện thì cầm lệnh này tiếp xúc với các cụm trưởng tôi lấy giấy thảo ngay tờ lệnh người các cụm tình báo ven biên giới ký tên tư cang phó tránh ủy phòng tình báo miền và trao cho mười lắng hắn tiếp nhận một cách hờ hững đút vội bộ túi trên rồi nói đêm qua các anh bắt của chúng tôi một người bây giờ chúng tôi bắt lại của các anh một người khi ra đi tụi tôi đã cắt máu ăn thề sống chết có nhau nói xong mười lắng đến nắm tay anh sáu nhẫn và ra lệnh cho anh em lấy dây trói lại có thể hắn không biết anh sáu là thủ trưởng phòng công binh thế là một khó khăn cần phải giải quyết ngay để rút lui an toàn tôi nói đúng đêm qua có thằng bị sốt không đi theo đoàn tụi bay được nó tên nam nhân viên phòng cơ yếu tụi tao đưa về chăm sóc nếu cần thì một lát nữa khi về đến trạm tao sẽ cho honda hòa tốc chở nó đến đây nhập đoàn với tụi bay cùng là đồng đội với nhau trong bộ tham mưu không nên xử trí nóng nảy như vậy Biết mười oanh có ảnh hưởng rất lớn đối với mười lắng Tôi dây về phía nó và nói lớn Thằng oanh mày biết tao chơ Đã hứa là làm Nói tối nay chở thằng Nam đến trả tụi bay là trả Tụi bay nên thả anh Sáu ra Anh là thủ trưởng phòng công binh Anh lớn tuổi rồi không theo tụi bay nổi đâu Tao đã viết lệnh cho các cụm tình báo ven biên giới Để giúp đỡ tụi bay khi cần Còn đòi hỏi gì nữa Thủa giờ tao gạt ai như vậy không mày Mày biết tao quá mà Oanh hỏi qua Mười Lắng Ông có viết tờ lệnh cho anh rồi chưa Mười Lắng đã bỏ túi rồi Nên không thể từ chối Có biết rồi Tao đang bọc đây Oanh nói Thôi thả ông già ra Chúng ta đi Bọn họ buông anh sáu nhẫn Rồi mang súng ra Đi thành đội hình một hàng dọc Lắng và Oanh dẫn đầu Mỗi người cách nhau 5 đến 7 mét Với cự ly này Đủ cho tôi tranh thủ nói thêm với anh em tôi nói với cháu thắng con đồng chí nam tâm một cán bộ của phòng tình báo mày bỏ đi mấy bữa nay ba mày khóc quá hãy trở về đi đừng có dại với đứa nào đi ngang qua tôi cũng nói tụi tao thị trấn tìm một lần, cách đây về cây số tối nay cứ theo đường này mà đi trở về tụi tao đón toán đào ngũ đức khuất dạng chúng tôi dắt xe ra về mừng vì còn đầy đủ bốn người nhờ ứng phó kịp thời mà giải thoát được anh sáu nhẫn còn buồn không ngăn chặn được toán đảo ngũ Chỉ còn cách cứu vãn tình thế Là tối nay sẽ điện chỉ thị cho cụm trưởng các cụm tình báo ven biên giới Bằng mọi giá và chặn lại cho bằng được Kể cả phải chấp nhận hy sinh Cứ mỗi đầu giờ tôi phải điện báo cá về đồng chí Trần Văn Danh Bí thư đảng ủy bộ tham mưu Xem công việc tiến triển đến đâu Các anh trên đó rất sốt ruột Muốn nắm diễn biến từng giờ Tôi buồn bã ngồi thả bước điện Bỗng đồng chí chiến sĩ vệ binh dẫn vào một quân nhân không có súng, quần áo rách nhiều chỗ, mặt mày còn lộ vẻ hoàng hốt. Té ra là một đồng chí trong toán mười lắng, lén chạy trốn về đây theo sự chỉ dẫn của tôi lúc ban chiều. Anh ấy tên là Tân, một chiến sĩ thuộc phòng công binh. Tân nói, vừa sụp tối, mười lắng dẫn đoàn vượt lộ, để về độc tháp 10. Trong đoàn chỉ có anh của, chiến sĩ liên lạc của phòng tình báo là biết đường về đồng tháp, nhưng anh ta trở nên ngang bướng không chịu dẫn đường đi. Mười lắng thuyết phục, ham dọa đủ điều, nhưng của cương quyết không dẫn đi. Mười lắng rút súng ngắn ra, nhưng bắn của rồi, thì đâu còn ai biết đường mới tiếp tục một cuộc hành trình về miền Nam. Không vượt lộ, mười lắng đành chịu thua dẫn đoàn trở lại. Hiện nay cả đoàn 30 người đang ở trong nhà mười dân, tên là Sáu Đen. Từ lúc quay lại, mười lắng trở nên cọc cằn nóng tính. Nó nói ai bỏ đi nó bắn được phân công gác nhớ lời chú dặn tôi lẻn ra đường và chạy một mạch về đây ngưng một lúc tân nói tiếp hôm dày đêm gác mũi súng chĩa ra ngoài sợ mấy chú theo đêm nay qua buổi nói chuyện của chú từ hồi chiều súng quay mũi vô trong đề phòng người lắng chạy trốn ôi không còn gì vấn khởi hơn tôi đã đánh giá đúng tinh thần tư tưởng của anh em chiến sĩ một khi được vạch rõ phải trái, anh em giác ngộ mà quay trở về con đường đúng. Sự o ép ràng buộc của mười láng đã bị lung lay. Nắm được tình hình này, chắc anh Ba Trần, tên gọi thân mật của thiếu tướng Trần Văn Danh, Vui lắm. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tôi bản với anh Tư Đính, có lẽ anh em đang rất cần sự chỉ đạo. Vậy sáng mai anh ra chợ bắt liên lạc với anh em, gặp anh em, anh bảo đêm nay rời chỗ đông quân đến một nơi thuận lợi hơn do mình nghiên cứu chỉ định quả nhiên sáng anh tư đính ra chợ gặp một tổ ba đồng chí đi mua thức ăn nhưng thực chất là tìm cách bắt liên lạc với các thủ trưởng phòng để nhận sự chỉ đạo điều đáng phấn khởi hơn hết là có mười oanh trong tổ đó có lẽ anh ta đã suy nghĩ lại và đổi ý tư đính về báo cáo với tôi mười oanh đã hối lỗi thái độ anh ta rất chân thành cởi mở sẵn sàng thi hành sự chỉ đạo của tư đính là tối nay sẽ chuyển quân đến nơi do tư đính chỉ định. Thắng lợi mỗi lúc càng rõ ràng, tôi trao đổi với tư đính về kế hoạch hành động ngày mai. Đúng theo tinh thần cảnh giác từ ngày trốn đi đến nay, sợ mấy chú theo. Nửa đêm mười oanh, gọi anh em dậy giờ chỗ ngủ, sáng ra mười lá ngạc nhiên hỏi. Sao tụi mình ở gần nơi bộ đội đóng quân vậy? Thắng, con anh năm tâm, cán bộ phòng tình báo, cười khẩy trả lời. Tình hình này mình không dựa vào bộ đội thì dựa vào ai? Mười làng đánh hơi đã có điều gì khác thường trong thái độ với lời nói với anh em. Từ việc chiều qua chiến sĩ của không chịu dẫn đoàn vượt lộ, đến tối lại có chiến sĩ rời đội ngũ chạy đi đâu không rõ. Nay lại đến tay thắng này tỏ vẻ bướng bỉnh khó hiểu. Sự chuyển biến bắt đầu từ buổi nói chuyện của cha già lẻo mép tư cang. Mười lắng nhận thấy một sai lầm chết người là tập hợp anh em để nghe lời thuyết phục của phó tránh ủy phòng tình báo. Chuyện đã lỡ như vậy rồi, có cứu vãn. Sáng, theo kế hoạch đã bản với tôi, Tư Đính lại ra chợ và cũng lại gặp mười oanh, Tư Đính phổ biến. Trưa nay đúng 12 giờ, tụi bay nhìn ra đường thấy tao giở cái nón nỉ này ra thì nhà vô ôm vật mười lắng. Tao chỉ hy bộ đội xông vào phụ lực cho hắn lại. Cơm nước xong, Tư Đính đến gặp đồng chí trung đoàn trưởng xin một tiểu đội để phối hợp làm nhiệm vụ đặc biệt. Vì đã được bộ tham mưu thông báo tình hình, người chỉ huy trung đoàn vui vẻ đã bưng ngay một tiểu đội trang bị đầy đủ vũ khí đã đến. Tôi bước ra sân phổ biến nhiệm vụ cho anh em. Tiểu đội trưởng hỏi tôi, nếu tên ấy chạy, mình không ve bắt được thì mình có nổ súng không? Tôi nói tốt nhất là bắt sống, nếu không được cuối cùng mới nổ súng mà chỉ đến bắn bị thương thôi. Đang bắn nhau đến đó, thì em Thắng là một chiến sĩ chạy đến báo là đã, đã trói mười lắng lại rồi, nhờ chú Tư đến giải quyết. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao hành động sớm vậy? sáng vui vẻ nói ăn cơm sáng xong mười lạng nói hãy cử người đến liên lạc bộ đội để tối qua đường không ai chịu đi cả thấy không khí mỗi lúc căng thẳng thêm mười lạng đoán sẽ có điều chẳng lành anh ta nói không đứa nào đi thì tao đi nói xong anh ta dắt chiếc xe đạp của chủ nhà ra sân phóng bên Hiền anh em ra hiệu cho nhau và sách súng tiểu liên đuổi theo thắng lên đạn kêu rốt cái khô to mười lạng đứng lại Thấy không thể nào chạy thoát trước các họng súng tiểu liên chỉ cách mình có 10 mét. Mười láng dừng lại, vứt chiếc xe đạp ra và móc khẩu súng ngắn. Thằng nói lớn, súng hết đạn rồi, vô dụng. Mười láng vẫn quay mũi súng lại bóp cỏ, nhưng quả nhiên súng không đổ. Anh có biết đâu rằng đêm qua, trong lúc nằm ngủ bên nhau thì chiến sĩ Thắng, đứa em út trong đoàn mà hắn tin tưởng nhất, đã mò lấy khẩu súng ngắn K-54, lấy hết đạn ra. Anh em sát tới, mười láng đành chịu phép bước khẩu súng xuống, xuống đất các chiến sĩ bẻ ngoặt tay hắn ra sau và lấy dây dù chói lại nghe em thắng thuật lại đầu đuôi việc bắt trói mười lắng như thế tôi nghĩ phải làm thủ tục cho đàng hoàng tôi nói lời cảm ơn đối với anh em đơn vị bộ đội cho anh em về và tôi rút giấy ra thảo tờ lệnh bắt mười lắng và tội trạng là cán bộ tiểu đoàn bậc phó mà dẫn 29 chiến sĩ để đảo ngũ dưới tờ lệnh ký tiên trần văn xanh phó tham mưu trưởng miền b hai rồi bờ từ đính Theo em thắng đi nơi tập hợp Mười lắng bị trói đang ngồi ủ rũ dưới gốc cây to Trên lưng anh em choàng cho một tấm vải rủ để nghi trang với dân Tôi hô cầu lệnh anh em đứng nghiêm thành ba hải ngang Rồi rút tờ lệnh bắt mười lắng Giọng giặc đọc to lên Cho tất cả đều nghe Anh em đều tỏ thái độ đồng tình vui vẻ Tôi đưa cho mười oanh tờ giấy bạc một trăm ria Bảo chiều nay bồi dưỡng anh em một bữa ăn ngon Sau hơn hai tuần trốn tránh vất vả Tôi nói anh em muốn ra trận 570 Được rồi Sáng mai đồng chí Tư Đính sẽ đưa tất cả anh em qua đoàn 367 Đó là vị đặc công biệt động do anh 10 Cơ Võ phòng tình báo chỉ huy Ở đó anh em tha hồ mình đi đánh giặc Còn đồng chí nào muốn trở về đơn vị cũ thì tôi đưa về Sẽ không ai bắt tội đâu Coi như vừa qua là một sự sai lầm Nhưng tất cả đều bày tỏ nguyện vọng Xin đi đoàn 367 Tôi thông cảm đã ra đi nay trở về đơn vị cũ cũng ngại. Dù không ai làm tội, nhưng làm sao tránh khỏi tiếng bức tiếng chỉ. Vậy là tất cả nghỉ ngơi ăn bồi dưỡng một bữa, rồi mai theo anh Tư đính qua nhập đoàn 367. Còn tôi, ngay chiều mấy đã cùng đồng chí Ánh, một chiến sĩ bảo vệ dùng Honda chở 10 lắng, về nhập đoàn cán bộ thủ trưởng các phòng, đang đón chờ tin vui tại thị trấn, tìm bờ lang. Tất nhiên là 10 lắng vẫn bị trói ngoạt hai tay sau lưng, Ánh chờ mười láng chạy trước, tôi phóng xe theo sau. Với khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn sàng dắt trước bụng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ mới thấm mệt. Vì từ mấy đêm rồi tôi và Tư Đính cứ rong ruổi trên đường lần theo dấu vết của toán mười láng. Về đến chỗ tập trung tại thị trấn T, anh Sáu nhấn, anh Tư Diệp, anh Chín Lộc đều vui mừng phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của bộ tham mưu giao mà không tốn một giọt máu, không, không phải sử dụng đến tờ mệnh lệnh của tham mưu trưởng tôi nói với anh chiến lộc tổ trưởng tôi đã thả bức điện báo cáo về anh ba trần tham mưu phó rồi coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ từ giờ này tôi giao mười lắng cho anh để chờ nó về ra cho cấp trên còn tôi xin anh cho tôi với tư đính ngủ bù lại vài đêm vì quá mệt anh chiến lộc tươi cười chấp thuận được anh tư cứ yên tâm từ giờ này tôi lãnh nhiệm vụ đối với mười lắng và sáng mai tôi cùng em sẽ chờ nó về ra cho cấp trên Nói xong anh Chín đi lấy một sợi dây rủ cột chặt hai tay mười lắng vào mấy thanh giường tre. Như vậy thì làm sao mà hắn thoát được. Tôi yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng tôi bị lay dậy lúc nửa đêm, dụi mắt nhìn xem ai gọi tôi dậy. Thì té ra là anh chiến Lộc tổ trưởng. Anh ấy chỉ cho tôi một bức điện và nói. Này này gay rồi, anh ba trần vừa điện hòa tóc xuống, anh đọc đi. Nội dung ngắn gọn như sau, Đích thân anh Tư Cang dẫn mười lắng về ra cho tôi Ký ba trần Anh Chín nói Thật tình tôi muốn để anh nghỉ Tuy nay tôi cùng anh em chờ mười lắng về trên Nhưng anh ba đã điện xuống như vậy Mình phải chấp hành thôi Thôi thì anh Tư chịu khó một ngày nữa vậy Tôi nói được Vậy 5 giờ khuya anh gọi tôi dậy Anh liên hệ bên tiểu đoàn bảo vệ Xin hai cán bộ Bên phòng thông tin anh Tư Diệp Cho một chiến sĩ lái Honda giỏi Tôi lấy một cán bộ trên đường dây võ trang của phòng tình báo. Sáng mai ta đi ba xe, hai xe của tình báo, một xe của thông tin. Khuya dậy, ăn sáng xong, ba xe máy Honda 90 phân khối chuẩn bị lên đường. Nhận thức được tính quan trọng của chuyến đi, bên tiểu đoàn bảo vệ phân công một đồng chí, bên ban chỉ huy tiểu đoàn và một cán bộ đại đội. Bên phòng thông tin cho một xe và một cán bộ tiểu đội khỏe mạnh lái xe giỏi. Còn chốt tình báo ở thị trấn tìm một lăng, thì đích thân đồng chí nhàn đội trưởng và một chiếc xe tốt, thế là tương đối yên tâm. tôi bố trí đội hình, đồng chí nam cán bộ tiểu đội phòng thông tin chờ mười lăng chạy trước, kế đến là tôi chờ đồng chí tòng cán bộ đại đội phó tiểu đoàn bảo vệ một trăm tám mươi, đồng chí tòng có trang bị một khẩu tiểu liên ak trên chiếc xe chạy sau cùng là đồng chí nhàn cán bộ trung đội đội thông tin võ trang của phòng tình báo ngồi sau xe của đồng chí nhàn là đồng chí thân tránh trị viên tiểu đoàn bảo vệ dự kiến là chạy nguyên một ngày chưa ghé thị trấn sơ long ăn cơm rồi đi luôn về cơ quan cấp trên trời vừa tối sẽ đến nơi đường xá với đất bạn còn rất tốt đường trắng nhựa rộng rãi thẳng băng hai bên đường chủ yếu là vườn cao su nối tiếp nhau thỉnh thoảng mới có xóm dân xe tốt đường tốt tốc độ đều tôi cảm thấy yên tâm tôi lái chạy giữa ba xe nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ xe chở 15 phía trước anh ta đã được đồng chí tòng cán bộ Tiểu đoàn bảo vệ trói ngoặt hai tay ra sau bằng một sợi dây dù. Đầu mối dây cổ xuống bọt ba ga. Vì đi trên đất bạn nên có tấm vải dù che phủ trên lưng anh ta chùm kín lại xem như bộ đội nghi trang trong hành quân để người dân khỏi trông thấy mà gì nghỉ. Được hơn 2 tiếng thì dừng lại cho mọi người uống nước đi vệ sinh, lên xe đi tiếp, trời nắng trang trang ba chiếc Honda 90 phân khối, tiếp tục rong ruổi trên đường trắng nhựa. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe thứ ba nhiều lúc rớt lại phía sau xa. Chắc anh nhàn tay lái còn yếu, dù là trưởng đội. Nhưng mục tiêu mà tôi bảo vệ và bám sát là chiếc xe đầu trên có 10 lắng. Đến ngã ba quẹo trái vào, sở cao su chốt. Tôi quẹo theo chiếc xe đầu, vì bao giờ tôi cũng giữ cự ly cách khoảng 6-7 mét. Quẹo trái xong, chạy thêm một đoạn, bỗng tôi nghe tiếng rầm một cái phía sau. Chiếc xe sau ngã rồi, tôi hét lớn ra lệnh cho xe trước dừng lại. Tôi bảo đồng chí Tổng cán bộ đại đội bảo vệ cầm tiểu lên canh chừng hai xe để tôi chạy trở lại xem điều gì xảy ra. Ôi chiếc xe Honda 90 phân khối đã cong vảnh bánh trước đồng chí chính trị viên tiểu đoàn bảo vệ ôm ngực quằn quại không ngồi dậy nổi. Còn đồng chí nhàn cán bộ trưởng lái xe thì gượng ngồi dậy được dùng tay nắn bóp chân phải sắc mặt xanh dần tôi vẻ đau lắm. Tình hình trở nên gay go nhàn nói tôi tăng ga rút theo đến đây chợt thấy các anh em kẹo trái tôi bẻ tay lái kẹo theo thì va phải hòn đá vậy là tay lái yếu cố gắng chạy theo con xe trước lúc kẹo trái không giảm tốc độ mới ra nông nỗi này bây giờ chiếc xe có ông vành cả hai đều bị thương riêng đồng chí trách nhiệm viên tiểu đoàn bị thương tôi đến nặng hai tay cứ ôm ngực rên gì chưa ngồi dậy được giải quyết hậu quả sau đây thật là dối phải chi đơn vị phân công một chiến sĩ có tay lái khá hơn một chút thông thường chiến sĩ lái giỏi hơn thủ trưởng Bây giờ đã xảy ra như vậy rồi, trách nhiệm của mình là phải giải quyết để còn tiếp tục lên đường. Tôi phân công đồng chí Tổng cán bộ đại đội, cầm tiểu liên canh gác mười lắng, còn đồng chí Nam, chiến sĩ phòng thông tin phụ lực với tôi, dìu hai người bị nạn vào hơn 10 mét trong vườn cao su, rồi kiên trí Honda cong vành vô gần bên. Tất cả được tập trung ở một nơi cách đường 10 mét, để có ai đó qua lại thì cho là một toán bộ đội nghỉ ngơi. Tình huống xảy ra có bất ngờ, sự việc không xuân sẻ như dự kiến ban đầu, bây giờ phải tìm một trạm y tế, ít nhất cũng tìm ra một xóm dân để gửi hai người bị nạn cùng chiếc xe. Xong việc nay mai mình xuống đón để đưa về quân y điều trị. Có một nỗi là ở đây mình không thạo đường xá không quen biết ai. Tôi nói, thôi các đồng chí tạm nghỉ ở đây để tôi đi tìm người ra cứu. Trước khi đi, tôi nói nhỏ dặn riêng đồng chí tổng cán bộ đại đội phải luôn để mắt coi chừng bề lắng anh ta vẫn còn ngồi yên trên xe, tấm vải rủ ngụy trang vẫn còn nguyên vẹn trên lưng. Sở cao su, liền nhau dày bịt, tôi đi vào một đối xa thì phát hiện, mấy cái nhà lưa thưa dưới tàn cây. Thế có nhà có dân là mừng rồi, tôi hỏi thăm trạm y tế, hỏi tìm y sĩ y tá, một anh công nhân tốt bụng, dắt tôi đến gặp một nữ công nhân, nói là biết trị bệnh, biết tiêm thuốc. chơi vùng này tìm y tá chuyên nghiệp không có đâu. Anh ta nói vậy. Thôi được yếu còn hơn không tôi trình bày sự việc đã xảy ra và nhiệm vụ khẩn cấp của tôi hai người sẵn sàng giúp đỡ họ rủ thêm mấy người nữa cùng đi theo tôi ra chỗ anh em bị tai nạn đường xa cả cây số lại là trong sở cao su nên ra tới nơi rồi cùng phụ dìu hai người bị nạn phụ kiêng xe cũng mất mấy tiếng đồng hồ nhân dân ở đây cũng tốt rất sẵn lòng của bộ đội bà con hứa sẽ chăm sóc chú đáo hai anh, anh chờ chúng tôi xuống đón Giải quyết xong việc tôi nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều. Tai nạn vừa rồi đã làm mất đứt 3 tiếng làm sao về đến căn cứ của bộ ngay tối nay như đã dự tính. Phải chuyển kế hoạch thôi. Vậy thì tối nay bốn người kể cả mười lắng sẽ ngủ lại ở thị trấn Kosama. Nơi đó có một cái chốt do một tiểu đội liên lạc võ trang của phòng tình báo đóng giữ. Dựa vào sự bảo vệ của anh em qua đêm tại đó sáng mai đi tiếp về rừng trên là an toàn nhất. Mãi tính toán mà đã ra đến chỗ tập trung, Mười lắng vẫn ngồi yên trên xe, toàn thân được phủ tấm vải rủ. Cách đó khoảng 6 mét thì đồng chí Tổng, cán bộ đại đội dựa lưng một gốc cây cao su, ngủ ngon lạnh. Khẩu tư liên AK trước mặt, đồng chí Nam chiến sĩ lái xe thì nằm bên cạnh, trên lớp lá cao su cũng đang ngủ say. Tôi lại gọi hai người dậy để tiếp tục đi, anh em giật mình có vẻ bối rối vì thấy quy điểm. Tôi bước đến mười lắng đang ngồi trên yên, Trước khi đi tiếp phải kiểm tra cho kỹ mới được Với tính cảnh giác cao độ Tay trái tôi dở tấm vải ra Tay phải sẵn sàng cho một cú đấm Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta Thoáng thấy vẻ bối rối Bàn tay tôi vừa chạm vào tấm vải dù Mười lắng nói Xin lỗi anh Tư Tôi đã tự cởi cho ra rồi Tôi không ý định chạy trốn đâu Anh thấy đó Nếu chạy thì tôi chạy rồi Anh cũng là thủ trưởng phòng Xin anh tha lỗi cho tôi xin trói lại dùm ôi một sự kiện động trời hai người có trách nhiệm canh gác thì ngủ khò cây tiểu liên dựng một bên còn mười nắng này thì mày mò tự cởi trói ra được rồi cả hai tay chân đều tự do anh ta chỉ cần tung tấm vải dù ra phong đến mấy bước chụp cây tiểu liên thì không biết vấn đề gì sẽ xảy ra tôi hốt hoảng thật sự nhưng tự chấn an ngay và nói mày cứ theo tao về trên thì còn sống nếu chạy thì chỉ có con đường trên mà thôi đừng tính dại với giọng nói dứt khoát của người chỉ huy, tôi ra mệnh lệnh tiếp tục hành quân. Bây giờ còn bốn người, hai xe. Đồng chí Nam chở mười lắng chạy trước. Tôi lái xe chở đồng chí Tổng theo sau, cách xe từ 56m. mét. Khi nghe tôi bóp còi te te, thì xe trước phải chậm lại để giữ đúng cự ly. Còn khi tôi nhấn còi dài không dứt, thì xe trước phải lập tức ngừng lại. Về lộ trình tiếp theo, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Chúng ta đến thị trấn Sơ Long khoảng 7 giờ tối ta vào tiệm ăn cơm, sau khi nghỉ độ 10 phút chúng ta tiếp tục một mạch về rừng, khoảng 10 giờ đêm thì về đến căn cứ rõ chưa? Hai anh đáp rõ. Mười lăng nói, anh tư chói lại rồi mình anh tư, rồi nói, tao biết mày là cán bộ trinh sát giỏi, các kiểu chói thông thường thì mày mở được hết. Hồi khuya tao để tụi nó chói mày, bây giờ mày đã mở, thì chỗ anh em với nhau, tao không chói mày nữa. Tao không biết mày đã được học qua các khoa học Phóng khỏi tàu hỏa, phóng khỏi ô tô đang chạy Thì việc phóng khỏi Honda không có gì khó đối với mày Nhưng một lần nữa tao khuyên mày nên theo tao về trên Tao xin bớt tội cho mày còn sống Nếu mày quyết định phóng và chạy trốn thì hết tình anh em Súng ngắn tao đã lên đạn sẵn Chỉ cách mày từ 56 mét Và mày cũng biết từ trước đến nay tao chưa bắn chật bao giờ Thôi chúng ta đi kéo tôi Ý định thật của tôi là đến thị trấn Kasoma Độ 5 giờ chiều thì sẽ dừng lại ăn cơm một qua đêm tại đó để sáng đi tiếp Nơi đó có một chốt do tiểu đoàn đội liên lạc võ trang của phòng tình báo Chấn giữ để nối đường dây liên lạc về khu 8, khu 9 Nghỉ đêm ở đó dưới sự canh gác bảo vệ của anh em thì rất yên tâm Sở dĩ tôi ra mệnh lệnh hành quân như vậy là để gạt mười lắng Nếu nó có ý định chạy trốn thì đến thị trấn Sơ Long lúc 7 giờ tối Đoàn ngược lại ăn cơm nó sẽ lẩn trong dân mà chạy Tôi biết nó là cán bộ trinh sát rất dành về đường ở Sơ Lông và thị trấn ấy có nhiều cơ sở sẵn sàng che giấu nó. Còn nếu chưa chạy trốn ở Sơ Lông thì trên con đường từ Sơ Lông đến căn cứ những 3 tiếng đồng hồ được quanh co trong rừng và tối thì có chạy cũng dễ. Nói lớn như vậy là để nó nuôi hy vọng từ 7 giờ tối trở lên nó chạy mà tôi đoán chắc là nó quyết định chạy trốn nếu không thì nó tự mày mò cởi chói làm gì. Qua một đoạn đường Đầu óc nghĩ lung tung một lúc Mới thấy mình dại Tại sao mình không chối nó lại Để chân tay nó tự do tới kia Nếu bây giờ nó bất ngờ phóng khỏi xe Chạy vào rừng trồi dày bịt hai bên đường kia thì sao Cậu súng ngắn cam 54 được lên đạn sẵn dắt dưới bụng Liệu có bắn kịp không Vì phải dừng xe lại mới rút súng ra được Mười lắng Lại là một cán bộ trinh sát giỏi Biết cách chạy lặt léo để tránh đạn Có lẽ phải ra lệnh ngừng xe để mình trói lại Như thế chắc ăn hơn nhưng lúc nãy mình nói không trói rồi Là người lớn Nói đi nói lại coi sao được Thì là dối Tôi hỏi đồng chí Tòng cán bộ đại đội ngồi sau lưng Em bắn tiểu lên cái có giỏi không Dạ được lắm Mà chi vậy thủ trưởng Em đưa cây súng gác lên vai anh đây Mà không được rời mắt tiền 10 láng phía trước Nếu nó phóng khỏi xe Em phải bắn ngay lập tức Dạ bắn chết đây sao thủ trưởng Bắn làm sao cho nó đừng chạy thoát thì thôi Tốt nhất là chỉ bắn bị thương rồi, gác nòng xuống lên vai tao đi, dứt khoát là không để nó chạy. Dạ, thủ trưởng yên tâm. Dù sao tôi vẫn chưa thật sự yên tâm, đi thêm một đoạn đường thì gặp hai đồng chí tiếp liệu của ban hậu cần phòng tình báo. Đó là đồng chí Minh và đồng chí Tư Tí đang đi ngược lại về thị trấn tìm bờ lân để mua thực phẩm và các đồ dùng khác cho phòng. Tại đó có một điện đài của phòng tình báo, chính qua điện đài này mà những ngày qua cứ mỗi đầu giờ tôi có một báo cáo về tình hình công tác của đoàn cho đồng chí Ba Trần thủ trưởng bộ tham mưu không bỏ lỡ cơ hội tôi thảo ngay một bức điện cho đồng chí Tư Tý để khi xuống đến tìm lân thì trao cho đài trưởng vô tuyến điện để báo cáo về cấp trên nội dung như sau bà qua anh Ba sáng nay Ba xe lên đường với căn cứ đến ngay ba sở chút té hư một xe bị thương hai đồng chí Tôi đã gửi vô xóm dân nhờ chăm sóc sẽ chờ xuống giải quyết sau. Còn lại hai xe, đồng chí chiến sĩ thông tin chở mười lắng chạy trước. Tôi chở đồng chí cán bộ bảo vệ, có một tiểu liên ca theo sau. Tối nay tôi sẽ cho nghỉ lại tại đỉnh Cô Sơ Ma, nơi đó có một tiểu đội thuộc đường dây võ trang của phòng tình báo. Sáng mai hai xe chúng tôi sẽ chở mười lắng đi tiếp về căn cứ bộ, kỳ tên từ ca. Bắt tay từ giá đồng chí Minh và Tý, tôi ra lệnh đi tiếp. Hết sở cao su, bắt đầu vào con đường nghẹp, quanh co trong rừng. Đến một khoảng trống tôi cho dừng lại, nghỉ xả hơi. Đã hơn 4 giờ 30 chiều, mười lắng trò chuyện với tôi. Trong anh ta có vẻ vui hơn, có thể anh ta tin tưởng một lộ trình đường dài lúc nãy tôi đã phổ biến trong mười lệnh hành quân để vạch ra một kế hoạch chạy trốn. Cũng có thể anh ta nhận ra sai lầm mà hồi tâm cộng với thái độ khoan dung của tôi anh ta chấp nhận ngoan ngoãn theo tôi về nhận tội cấp trên. Chỉ có trời mới biết trong đầu anh ta đang mưu tính điều gì, dù thế nào tôi vẫn phải cảnh giác cao độ để hoàn thành nhiệm vụ. Gần 5 giờ chiều thì đến thị trấn Kosoma con đường mòn dẫn vào nơi đóng quân của anh em phòng tình báo kia rồi. Tôi thét to ra lệnh, con đường mòn phía trước rẽ trái tức thì chiếc xe của nam chở mười láng rẽ vào xe tôi theo sau hai chiến sĩ đứng gác võ trang hai khẩu tiểu niên ak ra lệnh dừng lại nhưng khi thấy tôi lên anh em chào mừng chú tư chú đi một tuần nay mới về đó à chú có bắt được mười láng không tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi hai chiếc xe cùng với chiến sĩ gác đi luôn vào sân đỉnh số là bữa trước cậu liên lạc hỏa tốc đưa tôi xuống để nhập vào đoàn cán bộ của anh chí lộc tôi có ghé vào đây thay anh em và cùng ăn bữa cơm trưa hôm ấy tôi có nói rõ mục đích chuyến đi cho anh em nghe mười lắng có vẻ bần thần sự lúng túng lo lắng hiện ra trên gương mặt ông tư cang nói khoảng 7 giờ tối đến thị trấn sơn lông ăn cơm sau đó tiếp tục về rừng trên trong đêm sao bây giờ lại vào đây chắc chắn mười lắng không biết phòng tình báo có một chốt đóng quân tại đây tôi gọi đồng chí cần tiểu đội trưởng đến phổ biến riêng tôi bắt được tiền mười Lắng dẫn về đó. Bốn người chúng tôi ăn cơm chiều và ngủ đêm qua ở đây, sáng mai đi tiếp. Từ giờ này đồng chí phân công cho tiểu đội canh gác thật chặt chẽ, từ giờ này cho đến sáng. Khi chúng tôi ra đi, tôi giao trách nhiệm cho đồng chí, mười lắng là một cán bộ chính sát giỏi. Hiện giờ là một tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tôi nói về đồng đồng chí đặc biệt chú ý, đừng để xảy ra một chút sơ soát dù nhỏ. Cần lắng nghe một cách nghiêm túc và làm lại, Vâng, thủ trưởng yên trì. Đồng chí hay lấy 100 ria ra đây. Cho anh em đi mua cá lóc, về nấu một nồi canh chua thật chất lượng để tiểu đội cùng có một bữa ăn liên hoan. Vâng. Đồng chí cần gọi ba đồng chí ra phổ biến điều gì đó. Lập tức anh em chạy vào giá súng lấy ra ba khẩu tiểu liên AK, lên đạn rốp rốp rồi khóa lại sẵn sàng với nhiệm vụ. Đến đây thì chắc chắn Mười Lắng đã biết được kế hoạch hành quân của tôi đã thay đổi, không đi tiếp đến thị trấn Sơ Lông mà ăn rồi ngủ qua đêm tại đây. Nhưng anh ta đã là mục tiêu chú ý của tiểu đội võ trang thì còn làm gì được nữa. Anh ta cũng được cho ngồi vào ăn cơm cùng với mọi người. Bữa cơm rất thịnh soạn, canh chua cá lóc nấu với cọng bạc hà, người miền Bắc gọi là dọc mùng, giá đậu xanh và me chín. Cả tiểu đội đều lính miền Bắc được bổ sung vào nấu được món canh chua ngon như vậy cũng là giỏi. Mới nửa bữa cơm, đang chuyện trò vui vẻ với nhau thì mười lắng xin đi vệ sinh. Tôi nháy mắt ra lệnh cho đồng chí Cần tiểu đội trưởng. Anh ta phân công ba chiến sĩ sách súng dẫn đi. Nhà vệ sinh ở bên kia sân đỉnh. Từ chỗ ngồi ăn cơm trông ra được. Mười láng đi trước, ba chiến sĩ theo sau. Và khi mười lắng chui vào nhà vệ sinh khép cửa lại thì một chiến sĩ cầm súng chạy ra canh chừng phía sau. Còn hai chiến sĩ đứng tư thế quỳ bắn, nòng súng hướng vào nhà vệ sinh. Dù mười lắng có tài giỏi đến mấy cũng không thể nào chạy thoát được nếu hắn quay định chạy trốn. Ba khẩu tiểu liên AK nhằm thẳng mục tiêu chỉ cách 10 mét và sẵn sàng nổ súng. Một lúc sau mười lắng mở cửa lưỡng thức đi vô và trở lại vào mâm cơm. Từng lúc, từng lúc thì tinh thần cảnh giác cao độ đã lộ rõ qua từng động tác của chiến sĩ và ý định chạy trốn của mười lắng chắc cũng đã tắt liệm dần. Nơi đây là một ngôi đỉnh thần tương đối khang trang nhưng không còn ai trông coi từ năm 1970. Khi chiến tranh xâm lược của Mỹ lan sang biên giới Campuchia, cộng với những vụ tàn sát dã man của người Việt do bọn phản động nôn nôn tiến hành, thì người giữ đỉnh đã bỏ chạy về Việt Nam. Bộ đội Việt Nam đến đánh quân Mỹ và bọn lôn nô. Nhân dân Campuchia quý mến kính trọng bộ đội Việt Nam nên sẵn sàng cho bộ đội đóng quân cho ngôi đền này. Trước khi ngủ tôi dặn dò đồng chí Cần tiểu đội trưởng phải canh gác kỹ lưỡng Mười lắng Mỗi phiên gác nên phân công hai đồng chí để phòng có đồng chí ngủ quên Tôi nói với Cần Mấy ngày nay công việc dồn dập chú Tư mệt lắm Bây giờ tin tưởng cháu Giao cho cháu có gì sơ sẩy để mười lắng trốn thoát Thì chú cháu mình cùng về trên chiều tối đó Cần đáp lại giọng nói rất khoát Chú Tư kiên tâm ngủ để cháu lo mọi việc Tối tôi, tôi răng võng hai cây cột đỉnh bên này Cái kế bàn giữa à, Bộ ván bên kia là chỗ nằm của mười lắng Trước khi ngủ tôi vén tấm đắp Bằng vải dù ra Nhìn qua bộ ván của mười lắng Để kiểm tra lần nữa cho chắc ăn Thật quá sức tưởng tượng Hai cổ chân mười lắng bị xích lại Bằng một sợi lòi tói vòng qua cây cột đỉnh Rồi bóp ổ khóa lại Muốn chạy trốn thì phải nhổ luôn cột đỉnh Làm được việc đó Chỉ có sức mạnh của tôn ngộ không Trong chuyện tây du ký hơn nữa hai bên người mười lắng Có trong hai ngọn đèn dầu Tuy ánh sáng lờ mờ Nhưng cũng đủ cho người ta kiểm tra xem Hắn còn nằm đó hay không Cạnh bàn giữa cách mười lắng 3 mét Là hai chiến sĩ ngồi trên ghế với hai khẩu tự liên AK Súng lên đạn sẵn sàng trên bàn Mũi súng hướng về mười lắng Thôi là cảnh giác quá mức Thôi mà kệ anh em Mình ngủ một giấc ngon lành Để lấy sức cho ngày mai Khoảng 4 giờ khuya tôi bật dậy Vì có nhiều tiếng động Tiếng hỏi khẩu lệnh của anh em gác đêm ngoài cổng đỉnh, tiếng động cơ của nhiều chiếc Honda, tôi nhanh chóng cuốn võng lại, bỏ vào bồng, cầm lấy súng. Nghe tiếng hỏi đáp tôi yên tâm vì biết có một đoàn cán bộ cấp trên mới đến. Có 5 chiến sĩ của đoàn biệt động đặc công, 367 đi Honda, chở 5 người, gồm đồng chí Tư Hùng, chỉ huy phó đường dây võ trang của phòng tỉnh báo và các đồng chí thuộc phòng bảo vệ của cuộc chính trị. Đồng chí Tư Hùng đến báo cáo với tôi từ chiều hôm qua khi nhận được điện của anh Tư báo về. Anh ba Trần rất lo. Anh ấy nói coi chừng Tư Cang để thằng Mười Lắng chạy mất. Do đó trong đêm, anh ấy lệnh cho anh Mười Tùng, trưởng đoàn 367. Biệt động đặc công phải cho 5 xe Honda 90 chở 4 cán bộ thuộc phòng bảo vệ cục chính trị miền. Và lệnh cho tôi phải dẫn đoàn đi ngay trong đêm xuống đây để hỗ trợ anh đưa Mười Lắng về trại giam của cục chính trị. Tôi vỗ vai Tư Hùng và nói, thêm đồng người càng tốt, anh cho anh em tranh thủ ngủ một tiếng, 6 giờ chúng ta ăn sáng và lên đường về căn cứ. Sáng cơm nước xong, đoàn xe 7 chiếc Honda 90 phân khối lên đường về căn cứ của bộ. Trời nắng bụi mù mịt, 7 chiếc xe Honda 90 màu xanh thành hàng dọc. Đi đầu là xe chở đồng chí Tư Hùng, kế đến là 4 xe chở các đồng chí thuộc phòng bảo vệ thuộc Cục Chính trị miền. Rồi đến xe chở 10 lắng, xe tôi chở đồng chí cán bộ đại đội phó trang bị khẩu tiểu liên, vẫn chạy sau xe chở Mười lắng. Vì dù sao nhiệm vụ cấp trên dân tôi vẫn chưa hoàn thành nên phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng xử trí với mọi tình huống xảy ra. Mười lắng bị trói ngoặt hai tay ra sau lưng và mũi dây cột chặt vào bọt ba ga. Hôm qua đồng chí Tòng, cán bộ đại đội phó, trói bị mười lắng mày mò, mở ra giữ đường. Điều hôm nay đồng chí ấy rút kinh nghiệm trói kỹ hơn. Vẫn chụp một tấm vải rủ hoa trên lưng bề lắng như tấm vải nghi trang của các chiến sĩ giải phóng quân trên vùng này để tránh sự soi mói dị nghị của dân chúng. Trong lúc nghỉ 10 phút đồng chí đường, cán bộ phòng bảo vệ nói với tôi, theo chỉ thị của trưởng phòng bảo vệ thì cho 10 lắng vào trại giam bộ chờ ngày ra tòa án binh. Tôi có trách nhiệm dẫn đường đi đến trại giam đó và hướng dẫn các thủ tục. Sau đó anh Tư chỉ cầm cái biên bản giao nhận của trưởng trại giam về trình thủ trưởng bộ tham mưu. Như thế thì tốt quá, nhưng bên trong biên bản phải có chữ ký chứng nhận của đồng chí nữa chưa? Vậy chưa sao Vì trại giam thuộc hệ thống chỉ huy của phòng bảo vệ mà Đến quá trưa đoàn đến một khu rừng già Đồng chí Đường bảo đoàn dừng lại Và cho biết là đến trại giam Đồng chí Đường cùng một cán bộ Rẽ vào con đường mỏ biết phải Còn tất cả ngồi chờ Một lúc sau hai người trở ra Có hai quân nhân đi theo Chắc là cán bộ phụ trách trại giam Sau phút chào hỏi và giới thiệu Đồng chí cán bộ trại giam đến mở dây chói cho mười lắng Bước xuống xe trong lúc đó, người cán bộ bên kia lấy từ trong túi áo ra một tấm vải đen bịt mắt mười lắng lại. Sau đó anh nắm hai vai mười lắng cho xoay người cỡ một chục vòng mục đích cho phạm tội, mất phương hướng. Rồi hai đồng chí cán bộ chạy giam, người trước người sau dẫn mười lắng đi. Tôi và đồng chí Đường đi theo, còn tất cả ngồi chờ. Đường rừng hẹp, ngoằn nghèo khó đi. Tất cả nói lên sự bí mật của địa điểm này, được chừng 100 mét thì dừng lại tấm vải đen bịt mắt được tháo ra, sau đó tiếp tục đi, dừng hai bên giày bịt, tháo tấm vải đen bịt mắt, để dễ bước theo mà thôi, chứ hai tay mười lắng vẫn còn bị trói và cán bộ chạy giam vẫn nắm đầu dây. Qua nhiều khúc quanh co thì đến nơi, một dãy nhà lợp bằng lá, trung quân, ẩn kín dưới ta la rừng, với mấy chiến sĩ cầm súng đứng gác. Trong một căn nhà của lá cờ tổ quốc và ảnh bác hồ, đó là một văn phòng chỉ huy của khu chạy giam. Đồng chí đường, cán bộ cục chính trị hướng dẫn đồng chí trưởng trại giam viết cho tôi một biên nhận cả hai cùng ký vào và trao cho, cho tôi vậy là từ giờ này trách nhiệm không thuộc về tôi nữa mà thuộc về trại giam bộ cục chính trị tôi xếp tờ biên nhận cẩn thận cho vào túi trên và gài nút lại các cán bộ trại giam đến trước mặt mười lắng và trịnh trọng đọc nội quy trại giam cho anh ta nghe tôi nhớ câu chót được đọc to và dần được tiếng một từ giờ này, mọi hành động của anh nhất nhất đều phải xin phép cán bộ nếu tự tiện hành động hoặc di chuyển sẽ không bảo toàn tính mạng. Rõ chưa? Bởi lăng đáp, rõ. Sau đó đồng chí cán bộ cầm đầu dây dẫn anh sang nhà bên cạnh. Tôi nhìn theo nơi giam tội phạm được làm bằng những đoạn cây rừng to bằng bắp chân ghép với nhau bằng những sợi mây thành ô vuông. Người cán bộ mở chói đẩy anh vào, nhắc cánh cửa nặng nề khép lại, rồi ràng chặt lại bằng một sợi lòi tói và bọc ổ quá. Rừng giá mu dày bịt, không còn nhận được phương hướng. Bên ngoài lại có chiến sĩ cầm súng đứng gác. Đến đây thì mọi ý nghĩ trốn thoát đều bị giật tắt. Tôi thật sự xót xa thông cảm cho mười lắng do một phút suy nghĩ nông cạn mới lâm vào cảnh tù tội. Trước năm 1968 để nắm tình hình địch, chỉ có một phòng trong bộ tham mưu là phòng quân báo, lúc ấy chưa tách ra để thành lập thêm phòng tình báo. Thì tôi mới mười lắng ở chung một đơn vị là phòng quân báo miền, do đó tôi biết anh ta là một trinh sát mưu trí gan dạ dũng cảm mấy lần bị giặc bắt đều tìm cách thoát để trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu theo tôi nghĩ thì trong lần phạm tội này chưa chắc gì anh ấy dẫn các chiến sĩ đầu hàng giặc cũng có thể nóng lòng được xuống chiến trường để chứng tỏ mình tôi biết tâm lý cán bộ chiến sĩ nói chung ẩn bị trong rừng sâu mãi cũng chán dù sao hành động dẫn mấy chục anh em Đà ngũ về vùng giặc hơn nữa anh và số anh em ấy đều thuộc người vòng trong tức là vùng căn cứ của Bộ Chỉ huy và Trung ương Cục miền Nam thì một cán bộ cấp trên tiểu đoàn như anh đã phạm vào trọng tội có thể ra tòa án binh lệnh án tử hình. Lúc này trên đường dẫn anh ta vào trại giam, lục tấm vải đen bịt mắt đã tháo ra. Tôi đến vỗ vai anh và an ủi mấy lời, động viên anh. Từ nay có suy nghĩ và hành động tốt để nhờ vào đó có sự quan hồng của tổ chức. Với lòng xót xa, xa thương cảm đồng chí đồng đội, tôi trình bày suy nghĩ của tôi trên cấp trên để xét giảm tội phần nào cho anh ấy trở ra đường cùng nhau về căn cứ của bộ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của trên nên ai cũng vui đến rừng trên đoàn giải tán mọi người trở về đơn vị của mình riêng tôi một bình chiến sĩ honda 90 đi vào bộ tham mưu được báo cáo đồng chí tham mưu phó trần văn ba tức bà trần trên đường vào căn cứ tôi gặp đoàn của phòng tài vụ do đồng chí tám ngân thủ trưởng phòng tài vụ dẫn đi sơ tán anh tám ngân là bạn thân của tôi đã biết tôi được thủ trưởng bộ tham mưu giao việc đi giải quyết vụ mười lắng nên vừa gặp tôi anh cho đoàn dừng lại và hỏi việc ra sao rồi anh tư à bắt được mười lắng đưa vào trại giam bộ rồi còn mấy chục anh em chiến sĩ đã đưa đi gia nhập đoàn ba trăm sáu bảy đặc công biệt động của anh mười tùng rồi nghe tôi nói cả đoàn phòng tài vụ reo mừng và anh tám Ngân vui vẻ ra lệnh thôi chúng ta trở về khỏi đi sơ tán Mọi người đều phấn khởi ba lô quan gánh lên vai trở về doanh trại. Hỏi ra mới biết là thủ trưởng bộ Thâm mưu có thông báo cho các thủ trưởng phòng. Vụ mười lắng dẫn lính vòng trong đi về miền Nam liên ra lệnh sơ tán về căn cứ dự bị để phòng giặc Mỹ cho phi cơ B-52 ném bom giải thảm hủy diệt quân cứ. Đến văn phòng bộ Thâm mưu, tôi đi vào phòng chính trị gặp anh Mười Sương. Anh Mười lớn hơn tôi 10 tuổi thuộc bậc đàn anh với chức vụ tránh trị hiệp lý viên của bộ tham mưu. Anh cho biết thủ trưởng Ba Trần đang có khách. Trong lúc chờ đợi, tôi báo cáo lại toàn bộ vụ mười lắng cho anh mười nghe. Anh rất vui vẻ vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, nhất là không phải dùng được súng đạn, không tốn mà giòn máu. Nhưng anh mười cũng dặn tôi, nạt nữa vào báo cáo anh Ba Trần. Anh không nên báo cáo cái đoạn mà mười lắng tự cởi trói ra được. Anh đã phát hiện mà không trói lại. Sau đó cứ để tay chân hắn tự do mà trở đi suốt một đoạn đường rừng. Việc đó theo tôi là rất phương lưu mạo hiểm anh ba sẽ phê bình là anh hùng cá nhân đó tôi cảm ơn anh mười về lời dặn dò thân tình ấy và khi vào báo cáo lại toàn bộ diễn biến vụ việc cho anh ba tôi đã giấu nhẹo cái chuyện không trói lại ấy nghe báo cáo xong cầm biên nhận của trại giam anh ba trần vui vẻ tôi nói một đặc điểm anh ba trần nổi tiếng là người ít cười anh nói với tôi làm như anh mai mốt không có vị chỉ huy nào dám rủ chiến sĩ dưới quyền đào ngũ về vùng giặc vì chính những chiến sĩ ấy một khi đã hiểu ra lẽ phải sẽ chói tên chỉ huy biến chất ra tổ chức. Thôi coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh trở về phòng tiếp tục lo chỉnh huấn tránh trị cho anh em đi. Mười lắng từ hôm ấy đã ở Yên trong Trại Giam, còn số anh em gia nhập đoàn 367 đặc công biệt động thì chiến đấu rất dũng cảm, lập nhiều thành tích. Nhiều đồng chí được đề bạt lên cấp trung đội đại đội, rồi gần như tất cả đều hy sinh trong một trận đánh với đơn vị xe tăng của chế độ phản động Nonno trên đất Campuchia. Trận đánh do đồng chí 10 Tịch, đoàn phó đoàn 367 chỉ huy, anh 10 Tịch là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ thời kháng chiến chống Pháp, nổi tiếng là một chiến binh dũng cảm ga lề. Trong trận đánh với đơn vị xe tăng nói trên bằng chiến thuật tập kích bất ngờ trong đêm của đặc công, anh nghe nói tiêu diệt một số lượng lớn binh sĩ lính địch. Chỉ sau 15 phút đã làm chủ trần địa, bên ta chưa có thương vong, đáng lý nên dùng thuốc nổ để phá hủy cái xe tăng địch, rồi cho toàn bộ đơn vị rút lui an toàn. Thì đồng chí mời tỉnh lại chủ trương chiếm lĩnh rồi lái các xe tăng ấy dọc đường tiêu diệt thêm nhiều đồn bốt địch, quay trường thắng lợi. Mặc dù cho đơn vị có một số chiến sĩ lái xe tăng được huấn luyện từ miền Bắc xã chủ nghĩa bổ sung vào, nhưng đây là loại xe của quân đội Mỹ vừa trang bị, có mã quá riêng nên em không sử dụng được, cứ loay hoay mãi với những chiếc xe mà trời sáng không rút kịp nữa. Toàn bộ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng giữa vòng vây của quân thủ, tất cả hy sinh kể cả đồng chí Mười Tịch, người đoàn phó anh hùng của đoàn 367, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang. Đầu năm 1974, chuẩn bị cho một trận quyết chiến, chiến lược giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, theo chỉ thị của Bộ Tham mưu, phòng tình báo, lập lữ đoàn 316, đặc công biệt động đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tức 10 cơ, trước là phó phòng tình báo rồi trưởng đoàn 367 đơn vị anh hùng, nay được bổ nhiệm làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn 316. Phần tôi, cuối năm 1973, được cấp trên cửa giai miền Bắc vào học chính trị, dự khóa bổ túc tránh ủy cấp sư đoàn, khóa học kéo dài 2 năm nhưng mới hơn 1 năm vào cuối tháng 3 năm 1975, sau trận đánh vào thị xã Bút ma Thuật, Thời cơ giải phóng Sài Gòn miền Nam đã xuất hiện rất cần người am hiểu chiến trường Sài Gòn để bổ sung một ban chỉ huy lữ đoàn 316. Do đó, mà đầu tháng 4 năm 1975, tôi được Bộ Tham mưu miền xin về và đưa ngay xuống Củ Chi với chức vụ tránh ủy cánh Bắc của lữ đoàn cùng với anh Mười Cơ là lữ đoàn trưởng kiêm chỉ huy trưởng cánh Bắc. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lữ đoàn 316 đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ được Bộ Tham mưu giao là dẫn đường cho các cánh đại quân tiến nhanh đến mục tiêu giữ các cây cầu xung quanh Sài Gòn không cho giặc phá và giờ gởi đánh trước bên trong Sài Gòn nhằm vào cơ quan tổng mưu của giặc làm cho rối loạn chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng lữ đoàn 316 được biên chế thu lại gọn thành trung đoàn 316 tôi được phân công bí thư đảng ủy và tránh ủy trung đoàn xảy ra chiến tranh biên giới tây nam trung đoàn được điều động lên chấn giữ đoạn biên giới Bình Long Nọc Ninh vừa đánh lại bọn phản động buôn bốt tràn sang biên giới Việt Nam giết hại dân lành vừa là kinh tế xây lò nung vôi chuẩn bị sản xuất xi măng cuộc đời quân nhân của tôi lúc ấy tương đối nhàn phần lớn thời gian câu cá theo có dòng suối hoặc sách xuống một mình đi săn trong rừng gần hết cuộc đời cho quân ngũ được phân công làm công tác tình báo tâm trí lúc nào cũng tăng thẳng nên được trở về thiên nhiên không còn tiếng ồn của thị thành không còn cảnh bon chen ở đô thị cảm thấy an nhàn thoải mái vô cùng xảy ra một việc gợi nhớ lại kỷ niệm xưa trong một phiên họp giao ban với các cán bộ trung đoàn, tôi nghe cấp dưới báo cáo của hai chiến sĩ vừa vượt ngục của ta trở về đơn vị. Tôi xuống nắm tình hình từ được biết trong cuộc lễ mừng quốc khánh đầu tiên của Sài Gòn sau giải phóng, có hai chiến sĩ đại đội 9 được nghỉ phép về thăm nhà ở thành phố, lại mang theo hai khẩu súng ngắn chế lợi phẩm. Rồi trong lúc hứng, có nổ mấy phát súng góp vui ở vùng Tân Bình. Các đồng chí kiểm soát quân sự đến bắt, tước súng và tống giam hai chiến sĩ phạm tội và quân lao quả vấp treo tường chui rào là nghề của các chiến sĩ đặc công nên vào mấy bữa ăn cơm tù cho biết rồi trong một đêm hai anh em rủ nhau vượt ngục trở về đơn vị là tránh ủy trung đoàn tôi có ý phê bình anh em nhưng cũng thông cảm với các chiến sĩ chưa giành luật lệ lại là một ngày vui quốc khánh đầu tiên giải phóng nên cũng chỉ phê bình nhẹ nhàng thôi như sự nhớ điều gì nam chiến sĩ trẻ chợt nói với tôi trong quần là gò vấp của người biết thủ trưởng vô cùng ngạc nhiên tôi nói đâu biết như thế nào cháu kể lại nghe vài năm bắt đầu kể sau lê quốc khánh hôm đó số quân nhân vi phạm kỷ luật bị kiểm soát quân sự bắt như tụi cháu cũng có cả chục đứa bước đầu đưa từ trại tạm giam về quân lao quả vấp anh em được xếp chung một phòng sáng hôm sau có một tay cũng hơi lớn tuổi khoảng trên dưới 40 đầu cuốn khăn rằn người không cao lắm nhưng vạm vỡ rắn chắc bắt tất cả các tội phạm chúng cháu ngồi dựa lưng vào tường hắn ở trần mặc quần cụt bắp thịt cuồn cuộn trông có vẻ hung dữ lắm mở miệng ra là chửi thề hắn nói mẹ lính lao thì tụi bay quần phá làng phá xóm vào đây rồi thì nhất nhất phải nghe lời tao mọi hành động và xin phép tao đứa nào còn cứng đầu tao đã thấy mẹ rõ chưa ngưng một chút nam nói thấy bộ dạng với anh nói như vậy ai mà không sợ tất cả díu dít tỏ vẻ phục tùng rồi hắn bắt đầu đi hỏi từng đứa phạm tội gì mà bị bắt đưa vào đây Tổ đơn vị nào thủ trưởng là ai Đến lượt cháu Làm tội gì Giả dạ, đêm quốc khánh vui quá hưng lên Có bắn bỏng lên trời hai phát súng ngắn K-54 Chỗ đơn vị nào Giả dạ, trung đoàn 316 Đóng ở đâu Giả dạ, biên giới Bình Long Ngã ba đồng tâm đi vô hơn chục cây số Thủ trưởng đơn vị là ai Giả dạ, chú Tư Cang Có điều lạ là, là nghe tên chú hắn ta giật mình Đứng lại chớ không hỏi qua loa Như đối với những đứa khác Giọng hơi cả làm hắn nói Đ th th thằng cha tư cang đâu Mày nói đặc điểm hình dáng tao nghe Cháu nói Giả chú tư cang tránh ủy trung đoàn Người trắng Cao đặc điểm rất yêu văn nghệ Bắn sung ngắn hai tay giỏi Như người bất hồn im lặng một chút Hắn lầm bầm Thằng cha già đó còn sống à Kể đến đây người chiến sĩ trẻ cười rất hồn nhiên Vậy là hắn ta biết thủ trưởng Cháu biết tên hắn không Nam hơi lúng túng chưa trả lời được câu hỏi của tôi. Cũng may là có chiến sĩ Tân, người bạn cùng bị nhốt ở quân lao gò vấp. Tân nhớ ra mà nói. Dạ, ở đó người ta gọi hắn là anh Mười. Cháu có dọ hỏi thì người phát cơm nói hắn tên là Mười Lắng. Vậy là Mười Lắng không bị tử hình. Chỉ là tù lâu thành đại bàng để ăn hiếp những đứa mới vào tù thôi. Cũng tốt. Đúng như tôi mong muốn. Dù sao anh ta cũng là một quân nhân trước đó đã lập nhiều thành tích từng đi bảo vệ cho ông Ba Đình, tức đồng chí Trần Đình Xu, tham mưu trưởng miền Đông, xuống chiến trường bài lời củ Chi, cùng vượt qua mưa bom bão đạn đi quốc Mỹ, ổ hạt của quân vàng. Anh ta cũng đã bị địch bắt, rồi vượt ngục trở về với cách mạng, có thể vì một suy nghĩ nông cạn mà anh ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng có thể tha thứ được vì chưa gây ra tác hại nghiêm trọng. Tôi thường trao đổi ý nghĩ đó với đồng chí Trần Văn Danh, tham mưu phó bí thư đảng ủy, bộ tham mưu, để phần nào nhẹ tay đối với 10 lắng khi đưa ra xét xử. Sau này, trong những năm 1982-1983, lúc tôi đã nghỉ hưu vì thương tật, mất sức 61%, thương binh hạng 2 trên 4 vĩnh viễn, tôi được chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh là đồng chí Võ Viết Thanh ra quyết định bổ nhiệm tôi làm tổ trưởng tổ bột giấy của lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Nhiệm vụ của tôi là lên các khu rừng biển đông, đốn tre về rồi dùng máy chặt nhỏ ra đem vào cái bể chứa ở thủ đức ngâm mấy suốt cho nhũn ra đem cân cho các nhà máy làm giấy trong một lần vào văn phòng của lực lượng thanh niên sung phong ở số 922 nguyễn trãi quận 5 thành phố hồ chí minh làm việc thì tôi được anh em văn phòng cho biết anh mười lắng cũng có ra vào gặp tài vụ để được thanh toán bán tre tiếc rằng tôi không gặp được anh ta để cùng uống trà nhắc lại chuyện ngày xưa vì dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời thì cả hai người tôi về anh ấy cũng trở thành những công dân lương thiện cùng đi đốn tre cho thanh niên sung phong cùng góp phần xây dựng đất nước sau chiến tranh. Về nghỉ hưu tôi được nhà nước bán hóa giá cho một căn nhà cấp 4 ở phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Một hôm rảnh rỗi tôi đem mấy thanh tre ra sân ngồi vót đũa thì có một thanh niên tên Đức ở xóm đi ngang qua thấy tôi thì tạt vào. Thanh niên ghé vào nhà tôi chơi là chuyện thường. Chắc là anh ta xem tôi vót đũa có khéo hay không. Đứng một lúc anh ta một miệng nói. Người ta nói coi chú hiền vậy Chớ năm người khỏe mạnh như cháu Vô chú cũng không nổi đâu Tôi mỉm cười Mà ai nói với chú mày vậy Dạ thầy ba Thầy ba nào Dạ thầy ba có ở phường 26 Nghe tên người đội viên biệt động năm xưa tôi mừng quá Buông dựa mà nói vui Tưởng ai chưa thầy ba có nói thì đúng đó Nhưng em dẫn qua Đến nhà thầy ba có được không Nhà ba có sâu hun hút trong một con hẻm nhỏ phường 26 quận Bình Thạnh. Chỉ cách nhà tôi độ 400 m bên kia đường. Mà nhờ người thanh niên này tôi mới biết. Còn anh ta thì tôi biết. Biết chỗ ở của tôi. Nên mới nói với học trò của tôi như thế. Ba có kể lại cho tôi nghe. Trận đánh vào đơn vị xe tăng của nôn nôn năm ấy. Anh em hy sinh gần hết. Riêng anh bị thương nặng. Giặc bắt đem về Phnom Penh điều trị để khai thác. Khi vết thương vừa lành, thừa lúc giặc sơ hở, anh bỏ trốn, và nhờ đồng bào đưa trở về Việt Nam. Giải phóng rồi. Anh làm thầy bùa. Và dạy võ để kiếm ăn. Ba có cười. Nghề võ tôi thì ăn thua gì so với chú Tư. Ngồi còn trong chiến khu. Tôi đã biết rõ tài nghệ của chú rồi. Nhưng kẹt quá. Mình là quân nhân. Chỉ biết cầm súng. Bây giờ trở về đời thường. Biết làm gì nữa đâu chú. Tôi khuyên. Dạy võ cho thanh niên thì được. Nếu cần bữa nào qua nhà tao. Tao chỉ thêm. Còn việc làm bùa. Tao khuyên mày thôi đi, đó là trò mê tín dị đoan, gạt gẫm người ta. Vậy là từ 29 người đi theo 10 lắng năm đó đến nay chỉ còn có 3 có và 10 oanh. Việc 10 oanh còn sống là may mắn, vì hôm xuất quân đi đánh căn cứ thiết giáp 10 oanh được phân công giữ trại với một số anh em. Sau ngày giải phóng, anh được chuyển sang công an thành phố, được biên chế trong đội ngũ săn bắt cướp. Hiện nay anh đã lớn tuổi, được nhà nước cho nghỉ hưu ở quân hàm thượng tá. Oanh ca vọng cổ rất mùi Trong những buổi họp liên hoan truyền thống của phòng tình báo Oanh thường sung phong lên sân khấu Ca những bài vọng cổ của soạn giải viễn châu như Ông lão trẻo đỏ Tình anh bán chiếu Ông cò quận 9 Tôi khen, mày tuy lớn tuổi Nhưng giọng ca của mày còn khỏe và mùi lắm Có lúc vui miệng nhắc lại chuyện xưa Tôi nói, tao biết mày là người có uy tín cho số anh em ấy Trên là mười lắng, dưới là mày Tao nhớ mãi cái buổi trưa mấy Khi mười lắng hô bắn Tất cả nòng súng đưa lên cầm vào thân cây dầu Các mũi súng nhắm vào chúng tao Nhưng rồi sau đó như có một phép màu Súng từ từ hạ xuống Có phải mày bảo tụi nó đừng bắn phải không oanh cười Vậy chưa sao Ai lại đi bắn vào các thủ trưởng của mình Các chú theo bắn lại Tôi hơi bực thiệt Nhưng tôi nói Đừng bắn để xem mấy ổng vào nói cái gì rồi tính Tôi rót cho nó đầy ly rượu đế và nói Ta có đơn mày Ta biết trong tụi bây đều là những người chiến sĩ cũ nhập ngũ từ năm 63, đều là chiến sĩ bắn giỏi. Nếu có một đứa bóp cò thì tao đã ngã xuống đám ruộng khô rồi đó. Một lần nữa tao cảm ơn mày, nhưng tao chỉ phiền mày một chuyện. Chuyện gì đó ông? Mày nhớ bữa tao thâm nhập và thuyết phục anh em thì mày không thèm đến tập trung. Ngồi trên gộp đá, cái chỗ tao đứng nói chuyện đồ 7 mét, mày nói lớn. Đi thì đi, đừng nghe theo lời cha dài lấy mắp đó. Nghe vậy anh em trong bản tiệc cười vang, mười anh cười to hơn cả. Tôi với nó nâng ly rượu đế để cùng nhau cái cốc và cốc cạn 100%. phần trăm. Đêm năm 2010, trong một buổi họp mặt truyền thống cựu chiến binh tỉnh báo phía Nam, tôi gặp mặt một đồng chí nữa trong đám của mười lắng năm xưa, đó là đồng chí Nguyễn Văn Học, năm nay đã 74 tuổi, ở xã Đăng Hưng Phước, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Anh đến bên tôi thân mật vỗ vai và cười vang. Hồi đó, còn bóp cỏ thì cha chết rồi, theo lệnh hô bắn của mười lắng con đưa súng lên cặp vô cây dầu chỉ cách 20 mươi mét đầu cần ngắm ngón trỏ đưa vô cò nhưng lại nghĩ đi thì đi không đi thì thôi sao lại bắn thủ trưởng của mình lúc đó thì mười oanh đến phía sau cũng nói đừng bắn mấy ổng để mấy ổng vô nó cái gì rồi mình đi đúng là trai cứu con khỏi chết anh học nói từ năm đó cứ mỗi lần lên thành phố họp mặt truyền thống anh đều mang tặng cho tôi nào ướt xiêm thanh long bưởi những sản phẩm của anh tự trồng và chăm sóc dưới quê